Lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp với bạn và gia đình rất là quan trọng. Trái cây và rau quả cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn bổ sung. Giữ thói quen ăn uống của bạn có ít nhất 50% các loại trái cây và rau quả, vì dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho một sức khỏe lành mạnh và một cuộc sống tốt hơn. Ăn uống lành mạnh còn có thể đi đôi với hương vị tuyệt vời. Hoạt động nhiều hơn, ăn uống lành mạnh. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi. Thực hiện với sự tài trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch.